Bắc Ninh mang trang phục khối đỏ giữ, Đô Cấn Tất Dự mang trang phục khối xanh và theo mời hai đô vào giữ sới. Hai đô nghe hiệu lệnh xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Và trận đấu tiếp theo xin mời hai đô Trần Văn Vũ của Hà Tây và đô Nguyễn Văn Ninh của Sóc Sơn chuẩn bị trang phục để vào thi đấu. Mời hai đô vào giữa sới. Vừa rồi chúng tôi xin công bố kết quả và vào trận thi đấu vừa qua, đô Nghiêm, xin lỗi, đô Cấn Tất Dự của Hà Nội đã nhất thắng. Được rồi, quý khán giả chúng tôi chào hoan nghênh và đồng viên cho tinh thần thi đấu của hai đô. Xin trân trọng cảm ơn.